Hello mọi người, Cá Linh đây. Đây á, mì tôm siêu cấp. Đây á, nước chanh siêu cấp. À nhầm, chưa vắt chanh. Chanh đây, tí vắt một chút mì tôm. Mì tôm này có thịt bò ở dưới. Thịt bò khô ấy, ngon lắm. Xoài siêu cấp, đấy, thế là hết một buổi tối. Mặc dù mình không stream nữa nhưng mà mình vẫn đánh Dota. Mình không stream nhưng mà mình vẫn đánh Dota như bình thường. Đấy, mặc dù mình không stream nhưng mà mình vẫn đánh Dota như bình thường. Và có một cái nó như thế này này, kiểu như này nhá. Mọi khi mình cầm con hổ mình muốn làm back arrow ấy, nhưng mà nó hơi khó. Thế là hôm nay mình không stream, mình đánh off, mình quay bằng cái bandicam. Thế là làm phát back arrow ok luôn. Rất là vui. Có cái video hổ đấy rồi nhưng mà nó cũng nằm trong những cái video mà mình tích lại, thì mình sẽ làm I Love Public 7. Mặc dù mình không stream thế nhưng thì cũng gọi là mới ngày hôm qua thôi, hay là ngày hôm kia gì đấy, thì mình bảo với các bạn là mình ngưng stream ấy. Nhưng mà bù lại thì mình vẫn đánh Dota và mình đang tích video. Thì nói chung là khi nào vui thì mình sẽ quay lại stream, chắc là nhanh rồi mà. Còn khi nào buồn mà vẫn buồn thì mình sẽ chưa sơ truy vội. Mình vẫn đánh Dota nhưng mà mình không quay online, mình quay offline. Buổi tối của mình thì đây, lúc ấy mình nhìn đồng hồ là khoảng 1:30. Sau khi chơi game xong thì lại ăn đêm, bù sức khỏe. Cho nên là nói nhàng nhỉ. À mà có một cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn nữa, đó là mình đánh ở bảng 6.83D ấy. Mình đánh ở bảng 6.83D thì cái chữ APM để kiểm tra thao tác trên bàn phím mỗi phút ấy, thì ở bảng Garena 6.83D thì mình được khoảng độ gần 250. Nhưng mà không hiểu sao ở RGC mình test lần nào nó cũng dưới 200. Hình như là cái cách thức tính APM ở bên RGC nó khác thì phải. Nói đơn giản là bản 6.88U4 nó khác với bản 6.83D ấy. Đấy thì đó là cái mà mình trước khi mình tắt thì mình chia sẻ với các bạn như thế. Còn thì chúc mọi người buổi tối ngủ ngon, ăn uống đầy đủ. Mà ai béo thì đừng ăn nha, tăng cân đấy. Mình gầy cái khác, mình chơi game nhiều, mình làm việc nhiều, mình chơi game nhiều, cho nên mình ăn uống buổi tối mình không lo lắm. Đúng nhá.